Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ review một chiếc xe cào cào số loại 125cc nha. Xe này mình mua hồi Tết tới giờ luôn, mua 3-4 tháng luôn mới có các bạn. Mình tưởng đâu là cái shop đó quên mình luôn rồi. Ai ngờ tự nhiên hôm nay gọi điện ship cho mình cái xe. Mình không biết là xe gì luôn á. Kết quả là mình gọi là mình nhớ lại là cái xe cào cào của 125cc nha. Hôm nay mình sẽ hui ra và review chạy thử nha các bạn. Xe này giá của nó là 9 triệu 6 nha các bạn. Đây để chữ phù hộ 9 triệu 6 luôn. Ok, bây giờ mình sẽ hui ra. Hui sao ta? Đánh cho nó dăng cái nắp lên thôi, đánh cho cái nắp ngang ta. Dăng cái ngang vậy lên. Hui vậy. Và bây giờ mình sẽ gắp cái cổ xe vô các bạn. Tháo bốn con ốc này ra nha. Rồi tiếp theo mình sẽ gắn cái đồ đạp số các bạn. Càng số này nó có một cái này chắc nghi là số móc các bạn, nó không có đạp thì sao nè. Gắn vô. Vậy nó vô khớp, nó vô đúng không ta? Nó vô rồi. Cuối luôn rồi. Rồi dặn con ấp lại. Rồi tiếp theo là cái giò đạp nha bạn. Giò đạp thì nó có bẻ ra bẻ vô như vậy nè. Mình sẽ cho nó bẻ tay trước nha. Đó. Chiếc ấp rồi luôn. Rồi bây giờ lột mấy cái này ra hết, sao nó đổ xăng vô là xong rồi. Còn có yên à. Để luôn. Rồi đổ xăng vô. Con này theo như shop nói là mình sử dụng xăng thường nha các bạn. Ê, xăng còn sống nhảy. Lấy đồ vẽ vậy. Tao nghĩ cho chạy thử coi, nhiều quá chút nữa. Chào. Làm hết luôn rồi, ok, đợi đợi. Rồi sao chạy? Bóp cô đập lên số. Lên xe này là mình phải bóp cô. Xe nó dập số hả? Còn mỗi lần muốn trả số cũng phải bấm cô mà. Dập số trả số thì phải bấm cô. Xe này là xe tay cô mấy bạn, bên đây tay cô nha. Còn bên đây là số nè. Mở cửa ra thử nha các bạn. Rồi bây giờ. Rồi. Ok chưa? Cái cồn cái muốn thả nhẹ nhẹ thôi tí gài tới không thả nhẹ vậy tại hai cung này nhẹ bởi vậy nãy em mới trả thông lỏng cho anh đó hết con rồi dập số rồi sao thả từ từ ra hả thả từ chạy lại thôi dặn ga nữa xe đi Vũng Tàu rồi đó.
chạy được chứ đâu. Chạy con mà. Ủa cạch. Chạy con mà chạy con mà. Em thử chạy con thử cái lòng. Sao cho biết nó hết số? Chạy. Chạy chạy rồi con hết số. Chạy con sao tới chạy thử. Ủa khó chạy lắm, nó không quen chân á, tới chạy thử con rồi. Mà. Khó chạy kinh luôn á. Con mà bên đây đúng không? Con cài đạp ừ đạp phải dần ra miếng nó cứng lắm à, khó lắm chứ mấy xe kia nó nhẹ hiều à cái chắc gì à tao thấy cái này là gì cả sợ là tao dịch chắc nó bay luôn á bay nó xe luôn Ratchet Boy nè nè chị nha nè mà anh muốn trả số là anh bóp coi là anh trả mấy số được nghe hiểu à cứ bóp nhiêu trả không bóp coi là móc máu giờ hết thôi móc đã được mắt không sao á móc là dưới quen móc bóp coi mà dậm tới dưới cũng được đúng không móc không bóp ngoài mình dậm được cái là mình thả ra muốn trả được cái hả mình sẽ chạy thử một vòng coi cái con xe này chạy như thế nào nha. Mà tôi này nắng quá không có chạy được. Xe này thì chúng ta sử dụng đạp máy nha các bạn. Xe này như xe Honda vậy nè, như mình đạp máy như vậy nè, nó nổ máy là mình sẽ nhập số bên đây. Đây xe này là nó có cơ số sang số nó y như mấy xe máy các bạn, 4 số luôn nè, tự nhiên số số 0 rồi dậm cái qua số 6 rồi dậm vậy thì qua số 1 2 3 4 gì ở số 4 chứ lộn. 4 số nha. Số 0 rồi dậm qua số 4 hoặc là dậm lui về ra số 4. Xe này thì cứ chúng ta cứ dập tới hoặc là móc lên. Mà mỗi lần mình muốn dặm số là mình phải bóp cái ABS tay này nè mấy bạn. Khá là gồm gà, mình chạy tay ga ghế cái quỳnh quờ mình qua chạy theo số này mình thấy nó hơi hắc não mình vậy á. Rất là khó luôn. Đây, xe này thì có chìa khóa nha. Bật qua đây. Bỏ cửa khóa lên, bắt đầu đập máy. Rồi mấy đứa coi anh biểu diễn nè. Ủa đúng chưa ạ? Vậy có tắt hả? Trời thả ơi da tự nhiên tắt máy ngộ hả? Bật bật chìa khóa lên. Bật rồi. Bật rồi hả? Rồi ok. Vô số. Từ từ thôi nha. Ok ok ok. Rồi ok lên đây luôn. Đá đá cái dép vô bảo. Đây nè, những Ratchet Boy chuẩn bị lên nha. Đúng nhanh luôn á. Giờ mình sẽ làm clip đua xe với lại con cào cào 50cc nha. 125cc sẽ đua với lại 50cc. Hai anh em. Con bên đây là tay ga nha các bạn. Đây là hai anh em. Con cào cào bên đây là tay ga, còn con bên đây là xe số. Ok. Để được từ đằng kia chạy tới đây nha. 2 3 nhanh các bạn ơi, nói chung là không thể nào mà đua được với nó hết á. Thôi làm cái tới đằng kia cháu cho ông bảo cái nữa nha. Nhanh quá sao mà chạy lại vậy? Chắc là chạy tối nha. Chắc là ok.
chung là cái chiếc WCC này thì nó không có nào tuổi nào mà chạy được với con này hết các bạn ơi. Rồi ok, bây giờ sẽ là kèo của cô Vĩ chạy 125cc với lại Sirius độ 110cc nha các bạn. Sirius này là nó độ xanh đỏ vàng tím các kiểu luôn rồi, không biết chạy như thế nào nữa. Lên được nhiêu? Không biết nữa hả? Rồi xe của cô Tí với lại độ với lại chiếc cào cào mới mua luôn nha các bạn. Rồi hai anh em chuẩn bị lên số các coi, đập máy rồi. Bật chìa khóa chưa? Quên. Từ từ đi, 1, 2, 3 đi chơi nha. Chuẩn bị 1, 2, 3. Rồi hả? Đây, nói chung là cái kèo 50cc, xe cầu cào 50cc với lại xe 125 này, dĩ nhiên là 125 mới ăn rồi. Còn xe của ông nội Tí này nó 110, nhưng thật ra là độ lên tới chắc 84 quá. Mà nói chung là xe máy thì nó chạy vẫn là dữ hơn mấy bạn. Mới đạp số 2, số 3 gì nó đã vượt qua được cái con này rồi. Con này là số mấy vậy? Số 1 là mới vừa quan chiếu số 2 là Tí giọt rồi đó. À vậy là bằng số nhưng mà chạy giá không lợi. Nói chung là con cào cào thì dĩ nhiên là nó chạy đường núi các bạn, tưng rồi nó chạy mới được. Nó chạy lợi thế nó là chạy đường tưng thôi, chứ đường trường sao chạy lại chiếc xe con máy của Tí được. Nói chung là thanh niên gạ kèo đã hát bài nha các bạn. Thưa giờ nó gạ kèo ghét luôn, nó gạ là lấy chiếc này đuôi với lại chiếc mấy chiếc xe máy đó bạn. Bây giờ nó hiểu ra là giờ gạ kèo cay đắng luôn rồi. Nói chung là con xe này thì đợi thế của nó vẫn là chạy đường gồ gời đường núi các bạn, tại vì nó là cào cào mà. Chạy đường đường trường chạy chơi cho vui thôi. Xe này thì nó chạy xăng bình thường luôn nha các bạn. Còn bình nhớt ở dưới đây là nói chung là máy nó y như là cái máy xe bình thường vậy á, chốc y luôn nè. 4 số luôn, chạy bây giờ tay. Chỉ là không có đèn thôi à, đèn là nó chỉnh cho mình là nguyên cái cùm dây ở đây nè các bạn. Bác mình phải tự nối rồi các kiểu gắn đèn vô tự nối luôn nè, chứ nó không có nói cho mình. Giá là 9 triệu 6 nha. Vậy mày kết thúc video đây. Video hôm nay là review thử cái con xe cào cào phiên bản 125cc. Nói chung là máy nó rất là mạnh. Nó lớn hơn con cào cào 50cc các bạn, cào cào 50cc cho xíu à. Để mình đem vô gần cho các bạn xem nha. Nó giống y nhau luôn á, nhưng mà nó rất tiếc là con bên đây nhỏ hơn. Con bên đây thì nó bự hơn giống anh em nè, giống y luôn á. Nhưng mà con này nó chạy tay ga các bạn. Còn con bên đây thì chạy số Abiza tay. Con bên đây là mua là có 4 triệu 9 nè. Đúng không? Mua triệu 9. Còn con bên đây là mình mua tới 9 triệu 6, lượng giá nó muốn gấp đôi luôn các bạn. Con nào chạy ngon hơn? Con này được cái vô. Con này được cái tại tay ga. Nói chung là con bên đây được cái là chạy tay ga cho ai chạy cũng được hết bạn. Còn con bên đây là con nít là chạy không được đâu, rất là khó bạn, tại bóp đạp số lì. Bóp lia lịa rồi các kiểu được luôn lắm. Mình chạy mà không được luôn á. Mình cứu vô tới đây, bạn đã thích video này hãy nhấn like và chia sẻ, đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình làm những clip khác. Tạm biệt các bạn. Xe này thì mình cũng đặt hàng tới Shopee các bạn, mà mình đặt từ hồi Tết tới giờ mới có, tại xe này là phải chặn chỉ bên nước ngoài về hay sao á, Trung Quốc hay là Tàu hay là nước gì mình không biết đâu, cứ shop là nước ngoài, mình cũng la nước ngoài thôi. Bạn đã muốn mua thì mà cứ việc nhắn vào đi phần mô tả nha. Dài dài.